cho hàm số y bằng fx thì bằng cái này được chưa với ml là các số thực liên tục trên r hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để sao cho hàm số fx có đúng hai điểm cực trị thầy nói lại hàm số fx có đúng hai điểm cực trị liên quan đến cực trị của hàm số fx trước hết là các em phải xử lý vấn đề liên tục trên r đúng không liên tục trên r thì các em phải có giới hạn của hàm số fx khi x tiến đến hai cộng bằng giới hạn của hàm số fx khi x tiến đến hai trừ và bằng f 2 như vậy các em sẽ có được điều kiện để liên tục trên r này Thì điều kiện để nó liên tục trên R là gì? Đó là thay 2 vào bên trên này là các em có âm 4 cộng với 2m cộng 6. Bằng thay 2 vào bên dưới này nó mình nhá. Thay 2 bên dưới này là n 4. Vậy tương đương với điều gì? n của chúng ta sẽ bằng 2m cộng 6. Và do đó mình có thể viết lại hàm số fx dưới dạng nó là âm x bình phương cộng với mx cộng 6. Khi mà x của chúng ta sẽ nhỏ bằng âm 2, à nhỏ bằng 2. Và nó bằng l thì đây là m cộng 3 nhân với x 4 khi mà x lớn 2. Được chưa? Bây giờ các em phải đi tính đạo hàm ra, đề bài như vậy mà, xét đạo hàm. F x bằng gì cả lớp? Nó là âm 2x cộng m khi x nhỏ hơn 2. Và nó bằng m cộng 3 khi x lớn 2. Được chưa? M cộng 3 khi x lớn 2 nhá. Rồi, theo các bạn ấy thì có bao nhiêu khả năng, bao nhiêu vị trí ứng cử viên cho vị trí là hai điểm cực trị của cái hàm số Bích. Theo các em, cái những điểm nào có cơ hội để có thể làm cực trị nào? Nghe, nghe, nghe. Những cái điểm nào có cơ hội để có thể làm cực trị? Đó là điểm gì? Các em thấy là f và x trên đây nó bằng không thì là m x bằng m trên hai tất nhiên m trên hai nó phải nhỏ hơn hai thì mình, mình mới tính nhưng mà các em phải hiểu là à chúng ta có một cái cơ hội để có điểm cực trị là m trên hai và một cơ hội khác đó là x bằng hai nhớ là tại x bằng 2 thì nó không có cực à, không có đạo hàm tại x bằng 2 nhá. Tại vì f phải tại 2 cộng f phải tại 2 trừ f phải tại 2 trừ là m trừ 4 của f phải tại 2 cộng nó là m cộng 3. Nó lệch nhau, nó không có đạo hàm tại x bằng 2. Nên các bạn nghe này, chỉ có hai chỉ có hai cái cơ hội cho vị trí cực trị thôi. Đó là m trên 2 và x bằng 2. Nghe anh thầy nói nhá, chỉ có hai cơ hội như vậy thôi, m trên 2 và x bằng 2. Đúng không? Nên nếu mà muốn đạt được có đúng hai điểm cực trị ý, thì cái hai ứng cử viên cho vị cực trị này đều phải được vào vòng trong hết cả hai ứng cử viên đều được vào vòng trong nghĩa là cái điều kiện cần và đủ là gì điều kiện cần và đủ ấy là x bằng m trên hai và x bằng hai là hai điểm cực trị tất nhiên hai điểm cực trị để phân biệt nhé phân biệt tức là hai điểm cực trị không trùng nhau nó là hai điểm cực trị của cái hàm số đã cho đây chính là điều kiện cần và đủ luôn nghe thì nói nhá tại vì có đúng hai ứng cử viên thôi thì làm sao để có đúng hai ngữ viên mà người ta yêu cầu các em là cả hai ngữ viên đấy phải được là cực trị nên các em có điều, điều kiện cần phải đủ luôn nhá yeah. vậy thì mình vẽ cái trục số ra các em nhìn này mình vẽ cái trục số ra ok nào x này âm vô cùng này thì đầu tiên là điểm m trên hai các em nhớ là x bằng m trên hai chỉ là điểm cực trị khi m trên hai nhỏ hơn hai thôi tại vì ở đây chúng ta quan tâm đến x bằng m trên hai trong cái trường là x nhỏ hơn hai nên ở đây có số 2 bên phía bên phải này và dương vô cùng ở đây thì mới có cơ hội là cực trị được nhá. Thì khi đó các em có f' x của chúng ta như nào? Trong khoảng từ âm vô cùng đến m trên 2 thì f' phải là hàm f' phải, các em phải tính hàm này nó dương. Trong khoảng từ m trên 2 đến đến 2 thì f' mang dấu âm, đúng không? Tại vì f' phải có hệ số a nó là âm 2 mà. Đó. Tại x bằng hai là không có đạo hàm. Vậy để mà có hai điểm cực trị ý, thì cái điều kiện tiên quyết là trong khoảng từ 2 đến dương vô cùng bắt buộc nó phải mang dấu dương. Như vậy chúng ta sẽ có điều kiện là gì? Cả lớp nghe này cái điều kiện của chúng ta cần có để sao cho x bằng m trên 2 và x hai 2 là điều 2 cực trị đó là gì thứ nhất là m trên 2 nó phải nhỏ hơn 2 thì lúc ấy m trên 2 sẽ là một điều cực trị để cho m trên 2 nhỏ hơn 2 thì nó sẽ đổi dấu khi qua m trên 2 còn m trên 2 lớn hơn 2 một cái thì ngay lập tức cái phần này nó không đổi dấu tại m trên 2 nó sẽ không làm cho f phải bằng không lúc ấy thì m trên 2 nó không còn giá trị nữa rồi không còn giá trị nội dụng m trên 2 chỉ có giá trị nội dụng trong cái trường hợp là m trên 2 nhỏ hơn 2 nó mới có giá trị cho chúng ta nhá Thứ hai nữa là nó phải đổi dấu khi đi qua 2 Muốn đổi dấu khi đi qua 2 thì trong khoảng thứ 2 đến dấu cùng Nó phải tiếp tục mang dấu dương Tại vì trong khoảng từ 1 /2 đến 2 nó đã mang dấu âm rồi Nên cái điều kiện ở đây nó phải là gì M cộng 3 là khi x lớn 2 là M cộng 3 Nó phải mang dấu dương Điều này xảy ra khi và chỉ khi âm 3 bé ăn M và bé ăn 4 Được chưa Mà có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên là số M Nên kem sẽ có M nhận giá trị là gì Âm 2 Âm 1 0 1 2 3 Vậy có 6 giá trị nguyên của tham số M